có những chuyến đi chơi đầy thú vị và thật đẹp. Thú vị vì có những người thân quen cùng đi chung. Thú vị vì có gia đình cùng chơi chung và tham gia cùng. Hôm nay, nhân dịp Memorial Weekend, đại gia đình chúng em rủ nhau ra biển du ngoạn và tham quan Tillamook và Seaside biển. Oregon của mình thì thật là đẹp và thú vị vì các bạn và gia đình có thể tham gia nhiều mục vui chơi giải trí ngoài trời rất là lành mạnh và khá là nhiều mục hoạt động ngoài trời quanh năm, từ xuống biển cho đến lên núi và lên hồ và ngoài đất đều có những hoạt động rất là vui chơi, rất là vui. Trời hôm nay thì thật là đẹp, mát, dịu và nắng ấm, nên chúng em mong gia đình có được một kỷ niệm đẹp cho con. Đi bắt ốc và ăn kem ở Tillamook dạo biển và picnic vòng quanh biển Oregon nhé. Các bạn cùng đi với gia đình chúng em nhé. Cái bự không cái cái Trời hôm nay đẹp quá nè các bạn ơi. Wow. We at the gory something. Để bắt con ốc nè. Mà đông người bắt lắm nè các bạn. Đưa lên lại đi, mẹ chưa quay. Đây. Wow, nice. Is it good, mama? Yeah, it's a good meal. We can cook a lot of stuff with it. Yes. Look. Okay, nãy giờ mẹ tưởng mẹ record, so mẹ lost hết rồi. Ryan, đi ra Ryan, let's go. Nè, để coi, after less than an hour là được Clem mang về rồi đó. Rồi, Ryan cũng có mà đào nhiều lắm rồi đó. Yeah. Bây giờ đi về thôi, có chừng nhấc chân lên. Đẹp chứ nè. Rồi đi đi Ryan. Đi đâu đây?
vậy? Vô. Vô được vô, không được ăn. Cái hồi xưa nó chỉ lương thôi đúng không? Để hoài luôn. Ryan, show me again, what you do? I did. Thank you.
chơi đám nhập, đám lớn của nhà bạn rồi. Đây, đây là một nồi ghép bờ, trời ơi đầy bung luôn. Trời ơi, đầy. Chủ đang làm gì bà chủ? Đó, ghép bờ nướng mơ hành. Wow, hấp dẫn nha. Các bạn nhớ đón xem để được ăn món ghép bờ nướng mỡ hành. Còn bên này là cái nồi gì đây? Nồi bún mơ. Nồi bún mọc. Đây, rồi mọc. Wow. Bà chủ, hai bà chủ nên để nấu ăn. Thank you.
Daddy!